Xin chào các bạn, đây là vườn khoai trứng, khoai sọ ngắn ngày của mình nhé, khoai sọ lùn, khoai sọ ngắn ngày của mình á các bạn. Và đây các bạn nhìn này, khi mình trồng á, thì nếu bạn nào mà theo dõi cái video của mình thì chắc là các bạn là vẫn còn nhớ cái đám ruộng khoai này của mình. Khi mình trồng á là mình phủ rơm các bạn ạ. Thế đến bây giờ là khoai của chúng mình nó lên được thế này thì cái rơm nó cũng ải ra. Mà các bạn thấy không? Quang tinh. Đấy. Ruộng khoai quang tinh. Cỏ không mọc nổi. Nếu như bạn nào mà có nhu cầu trồng khoai này mà có cái điều kiện nhặt cái rơm, cái dạ, cái cỏ, cái rác. Mình lấy ví dụ như là cái ruộng bên này. Nếu bạn nào trồng á, các bạn cứ cắt cái cỏ dại này. Các bạn phủ lên là đều được nhé các bạn nhé, chứ không cần rơm rạ. Đấy. Miễn sao các cái loại cỏ các bạn phủ lên thì để cho một lớp là thứ nhất là giữ độ ẩm, thứ hai nữa là nó không mọc được cỏ. Và hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cách vun khoai các bạn nhé. Đấy, vun khoai của mình. Ví dụ như cây khoai này của mình bắt đầu nó đang đẻ con rồi các bạn này. Thế thì cây này của mình á, để mà so với cái khoảng chiều cao của nó thì cái vụ này mình trồng á, là vừa đây là nó bị nắng hạn. Đấy. Nắng hạn quá nên là vừa khô vừa hạn vừa rét. Nó không có nước nên là cây khoai của chúng ta nó bị lùn thôi. Nhưng nhìn cái màu xanh này thì không phải là khoai thiếu phân, nên các bạn cũng không cần phải bón phân thêm. Nếu như các bạn mà có điều kiện thì các bạn ném cho mình một nắm phân nhỏ xung quanh gốc này, xong các bạn vun lấp nó lên. Nhưng như đây là khi mình rất là tự tin, mình trồng là mình cũng cho nhiều phân rồi ấy, nên là mình không cho phân nữa. Và bây giờ mình chỉ có vun lấp vào gốc của nó thôi các bạn ạ. Đấy, vun lấp vào gốc để cho cái củ khoai của mình là nó không ăn chìm và nó ăn nổi, ăn vòng xung quanh các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, mình phát hiện ra đội phá hại. Đấy, các bạn nhìn này. Đội phá hoại, đấy, nó còn đang lột này các bạn này. Bây giờ mới đang lột xác. Wow. Đấy, cái lá trên này là có hai em. Đấy. Đây. Con này vẫn đang lột xác này các bạn này. Đấy. Này mà mình không phát hiện ra thì thôi rồi. Nhưng mà khoảng độ một tuần nữa thôi là các em nó cứ bằng cái ngón tay của mình này các bạn này. Nó phải bằng ngón tay mà nó sẽ ăn hết cả lá luôn. Này. Các bạn nhìn đây này. Đó. Đây là mình phóng to phóng đại ra đây các bạn ạ. Đây. Cái ổ của nó đây các bạn ơi. Đấy. Chơi. Cứ có em bướm bướm trắng đến là y rằng sẽ nở ra các con ma này đây, trời đất. Thế bây giờ là nếu như mật độ nó ít quá thì các bạn không phải phun mà các bạn đi, các bạn bắt bép chết nó đi. Bắt bép chết đi các bạn ạ. Thì các bạn không phải phun. Nhưng mà mật độ nhiều mà các bạn bắt không xuể thì các bạn phải phun. Phun cái loại này thì đơn giản thôi, các bạn mua cái thuốc trừ sâu ăn lá phun cái là nó chết ngay mà. Hoặc là thuốc sinh học. Thuốc sinh học cũng trừ sâu sinh học ấy. Nó phun vào xong rồi là đến mai là mai nó chưa chết thì ngày kia là nó cũng nằm đuỗn một chỗ. Nó ăn phải cái này là như kiểu là nó say ấy các bạn ạ. Chết mất. Đấy, hôm nay mới từ ngoài trồng hôm nay mới được mấy hột mưa các bạn ạ. Thế nên là ẩm, chứ đáng nhẽ là cái khoai này của mình là mình phải vun cách đây khoảng độ một tuần rồi. Khi mà cây khoai con nó bắt đầu mới gọi là lác đác mọc thôi. Nhưng mà mấy cái hôm đấy là thời tiết nó khô quá, mình cũng không tưới được ấy. Thế mình mà cuốc mà vun thì kiểu gì cũng động đến cái rễ của nó. Nếu động đến cái rễ của nó thì nó sẽ bị khô, bị trột và cái đất này nó không cong, không queo ra ấy các bạn ạ. Thì nó khoai của chúng mình nó sẽ bị trột mà có nguy cơ còn chết á. Thế nên là mình không dám vun. Đến hôm nay thời tiết nó có hột mưa ẩm ẩm đất rồi thì mình mới ra để mình
vun nó vào nhé các bạn nhé. Các bạn nên nhớ cho mình, nếu như thời tiết thuận lợi mà nó ẩm ở đất hay hoặc là các bạn tưới được thì các bạn hãy đậm cuốc vào vun, còn không các bạn hãy để nguyên cho mình nhé. Chứ không như khoai như thế này, khi mình trồng ấy, các bạn nhìn cái này là khoảng cách của nó là cũng rơi vào khoảng độ 65-70 đấy các bạn ạ. Thế nhưng mà bây giờ là các em nó đẻ ra đấy, nó đẻ mình vun hơi muộn, mình vun hơi muộn thì nó mới thế này, chứ nếu không là mình phải vun cách đây 1 tuần rồi các bạn ạ. Chết mất. Wow, sâu đấy. Cả mình phóng tầm mắt xa xa thì cũng không có con sâu nào đâu. Thì có mỗi cái ổ này thôi các bạn ạ. Các bạn nhớ là phải để ý. Đấy. Phải để ý. Tuy rằng khoai này nó không có bệnh gì đâu, mạng rất hạn chế sâu. Thế nhưng mà nếu như có cái ổ sâu như thế này mà các bạn mà không để ý, không chú ý thì sâu vào vòng khoảng độ 4 5 ngày 1 tuần thì các em nó sẽ ăn phá tan đây này, các bạn nhìn này. Đấy, nó có một ổ thôi, nó không có nhiều các bạn ạ. Nên là nếu mà ít như này các bạn cứ bép bép chết nó đi. Sâu này bây giờ nó mới đang lột xác này. Chứ nó chưa chưa biết ăn, mới ăn ít thôi các bạn ạ. Chứ nếu mà để cho khoảng 4 5 hôm bọn này nó lớn, nó ăn dỗi ăn như tằm, nó phá. Ăn ghê lắm. Bây giờ mới mới nở các bạn ạ. Bây giờ có cái lá, chỉ có một con bò đến thôi. Thế là hết. Có mỗi một khóm này là có mấy con thôi các bạn ạ. Chứ còn khắp cả ruộng khoai thì mình quay là không có. Không có. Và khi các bạn là vun đất cho khoai thì các bạn cũng nhẹ nhàng cào cào bên trên đấy các bạn nhé. Cào cào bên trên thôi. Cũng không cần phải là lấp sâu, không cần phải vun quá cao, bởi vì cái khoai này của mình nó là khoai ngắn ngày, khoai lùn đấy đấy, mình cào nhẹ mà nó đã có rễ khoai nó lên rồi đây các bạn này. Thế nên là các bạn cũng vun thấp thấp thôi, phun vun cách mặt đất khoảng độ 20 phân. Đấy, các bạn nha. Vun lên khoảng 20 phân. Cứ kệ cho các cái con này nó lên. Các bạn không cần phải vặt nhá. Có những bạn chia sẻ là phải vặt bỏ cái con của nó đi. Không phải vặt đâu các bạn ạ. Các bạn cứ kệ nó để cho nó đẻ tự nhiên. Đấy. Gần sắp kín khoảng cái nơi rồi các bạn ạ. Bây giờ là mình ví dụ như cây tốt này. Mình đo cho các bạn xem nhé. Găng tay của mình là 20 phân. 1, 2, 3. Cây khoai của mình bây giờ mới được khoảng độ 60 phân. Đấy, thì từ nay đến lúc mà nó tốt hết cỡ, chắc là nó lên tầm khoảng 10 phân nữa thôi các bạn ạ. Chỉ 70 phân thôi. Giống khoai này của mình nó là khoai lùn và khoai ngắn ngày nhé các bạn nhé. Đó các bạn ơi, mình đã vun được bãi khoai rồi nhé. Đấy, mình vô như thế này các bạn này. Qua cái video này thì mình cũng mong các bạn hãy chú ý. Thứ nhất là các bạn hãy lưu ý cho mình này. Thứ nhất là khi các bạn vun khoai như của mình đây là nó đã mọc lên một số cây con rồi. Đấy, vun khoai thì các bạn hãy vun sớm cho mình hơn một chút nữa, bởi vì của mình đây là lý do mình vun muộn là đất nó quá khô, thời tiết nó quá hạn, mình vun nó hơi muộn một chút. Còn nếu không thì các bạn hãy vun trước cho mình khoảng 1 tuần cái đất này nhé, cái khoai này nhé. Thứ hai nữa là khi vun á, thì nếu các bạn cảm thấy khi trồng các bạn cho nó chưa đủ nhiều phân thì các bạn hãy cho thêm chút phân nữa cho mình. Đấy, khi bón phân thì các bạn chỉ rắc vòng quanh cái tán của nó thôi, chứ các bạn không cần phải cuốc, không cần phải gì nhé. Thế xong rồi các bạn vun là các bạn vun cao khoảng độ 20 phân so với mặt đất vào các cái khóm gốc khoai nhé. Và cái thứ ba nữa là các bạn để ý lưu ý cho mình, nếu như có sâu ăn lá, cái thời điểm này nếu như sâu ăn lá thì các bạn hãy, một là nếu mật độ nó có ít thì các ít sâu á, thì các bạn hãy bắt chết cho mình. Thứ hai nữa là nếu nhiều thì các bạn hãy phun cho mình nhé. Đấy, mình vun này, mình vun hơi muộn nên là khoai của mình gần khép tán rồi, nên là vun nó cũng hơi khó khó một chút các bạn ạ.
nhưng không sao. Khi các bạn vun khoai á thì các bạn hãy cào ở trên mặt luống, chứ các bạn đừng có quốc sâu. Quốc sâu quá là rễ khoai của chúng ta nó ăn nổi ra là nó bị trột các bạn nhé. Cũng không cần phải vun quá cao các bạn ạ. Đây là khoai lủi dọc xanh, thì chỗ mình hay gọi là cây khoai trứng. Đấy. Còn đây sót một cây khoai lủi dọc tím, mình trồng xen nó vào đây. Đây là cây khoai lủi dọc tím. Đấy. Khi nhìn trên mặt lá trên thì nó giống nhau, nhưng mà gốc của nó thì một cây màu tím và một cây màu xanh đó các bạn nhé. Và video của mình chia sẻ cách chăm sóc cây khoai môn, khoai sọ đến đây là tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo. Nếu bạn nào có nhu cầu giờ về khoai ăn hoặc khoai trồng thì khoai giống thì các bạn hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0898717146 để được tư vấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây khoai, hay hoặc là mình sẽ cung cấp giống cho các bạn mọi miền Tổ quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.